Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hoạt động khuyến công tỉnh Tây Ninh không chỉ tạo đà cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, mà còn đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn. Mời quý vị và các bạn xem đài cùng nhìn lại của công tác khuyến công ở Tây Ninh. Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Tây Ninh, chỉ tính từ đầu năm 2014 đến nay, thông qua nguồn vốn khuyến công quốc gia và địa phương, đơn vị đã thực hiện hai đề án khuyến công quốc gia gồm hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại trong dây chuyền sản xuất ngói màu tại huyện Hòa Thành với tổng kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tại địa bàn Tân Hội 1, huyện Tân Châu với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện 8 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí 485,344 triệu đồng. Cụ thể như đề án tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Nam, đề án duy trì website khuyến công Tây Ninh. Một hoạt động nổi bật là triển khai tổ chức đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2014 để phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tham gia đợt bình chọn có 23 sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh, tiêu biểu cho 4 nhóm ngành hàng, gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và đồ uống, sản phẩm về thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí, sản phẩm khác. Khi mà mình thực hiện được một cái máy xịt thuốc đa năng về, nó cũng trải qua rất là nhiều công đoạn và nhiều thời gian. Lý do là lúc ban đầu cái nhu cầu thị trường bà con nông dân mình cũng không có đòi hỏi cao lắm. Lúc đó thì chỉ cần mình xịt thuốc diệt cỏ và xịt diệt mầm thôi. Cái này nó được ra đời là ở những năm sau này, có thể là khi mình thực hiện hoàn chỉnh đến ngày hôm nay phải hơn 10 năm thì nó hoàn thành được cái máy đa năng này. Trong đó nó còn có một cái nhu cầu nữa, tức là khi mà máy ra ruộng xịt thuốc thì có những lúc không gần với cái điều kiện nước cung cấp, nên mình cũng phải làm luôn một cái thiết bị làm sao cho người nông dân và tài xế ra ngoài đồng ruộng có thể tự hút nước được. Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Tây Ninh cho biết, dù nguồn kinh phí hàng năm hỗ trợ các cơ sở sản xuất chưa nhiều, nhưng đây là nguồn lực để động viên khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực, tăng cường cạnh tranh cho sản phẩm. Cùng với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, trung tâm còn tích cực trong công tác tư vấn phát triển công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tư vấn thẩm tra 11 công trình, trong đó có tư vấn giám sát công trình nâng cấp mở rộng đường Bình Dương, đường Điện Biên Phủ với hạng mục chiếu sáng và di dời trụ điện, tư vấn giới thiệu kỹ thuật quản lý và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, tư vấn lập báo cáo kiểm toán năng lượng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Thời Ích và công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phước Thịnh. Mới đây nhất, trung tâm phối hợp cùng công ty sản xuất ngói màu Diễm Hưng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành triển khai thực hiện mô hình triển lãm kỹ thuật ngói màu. Theo đó, đơn vị sẽ hỗ trợ doanh nghiệp 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công để đầu tư dây chuyền sản xuất. Trong dự kiến trong năm 2014, công ty Diễm Hưng của chúng tôi có kế hoạch đầu tư dây chuyền ngói ép đồng với tổng kinh phí đầu tư gần 8 tỷ với được công ty trung tâm hỗ trợ khuyến nông, thị xã công thương với chương trình hỗ trợ khuyến công. Qua đó chúng tôi đã đăng ký để được bên trung tâm khuyến công hỗ trợ chương trình này. Hiện tại đề án của công ty chúng tôi được trung tâm khuyến công thẩm định đề án, đã thẩm định và đã chuyển về cục nông công nghiệp địa phương. Hôm nay chúng tôi mong muốn được sự hỗ trợ của trung tâm khuyến công làm động lực để chúng tôi đầu tư duy trì cái này. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Thực tế cho thấy, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã thực sự trở thành đòn bẩy, thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển. Hoạt động khuyến công đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở chế biến, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đổi mới máy móc trang thiết bị,
nâng cao sức cạnh tranh, giảm giá thành sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, các xã nông thôn cũng dần hình thành được các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Hiện cái công tác khuyến công của 2014 thì những qua cái kết quả đã đạt được của năm 2014 thì chúng tôi đã triển khai xây dựng cái kế hoạch khuyến công của năm 2015. Thì năm 2015 chúng tôi đã xây dựng được 21 cái đề án, 21 đề án kinh phí khuyến công với tổng kinh phí là khoảng 4 tỷ 9. Trong đó là khuyến công quốc gia là khoảng khuyến công quốc gia xây dựng được là 8 đề án khoảng 2 tỷ. Khuyến công địa phương là xây dựng được 13 đề án cũng khoảng 2 tỷ 9. Thì thì bên cạnh đó thì xoay quanh các cái nội dung mà chúng tôi sẽ xem xét hỗ trợ cho các cái cơ sở công nghiệp nông thôn, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Về chúng tôi cũng rất là quan tâm đối với cái chương trình mà sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, cũng như là tiết kiệm năng lượng có hiệu quả. Năm 2015, Trung tâm Khảo sát Xây dựng và trình Cục Công nghiệp địa phương 13 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 3,850 tỷ đồng và 6 đề án khuyến công địa phương với kinh phí là 2,925 tỷ đồng sẽ trình Sở Công Thương thẩm định và triển khai. Ngoài ra, Trung tâm sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, liên kết giữa các cơ quan, ban ngành với các cơ sở công nghiệp nông thôn, phối hợp khuyến công viên cấp huyện khảo sát, nắm bắt kịp thời nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn để có giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất thích hợp.